10 dấu hiệu nhận biết người đàn ông yêu bạn thật lòng. Chào mừng quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ và tình yêu. Nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Phụ nữ khi yêu thường yêu hết mình và cũng rất nhạy cảm. Khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông nào đó, họ luôn xem xét nhiều khía cạnh và tự hỏi anh ấy có thật sự yêu mình không? Đó là một câu hỏi lớn mà phụ nữ nào cũng muốn được giải đáp. Hầu hết đàn ông khi yêu thật lòng sẽ thể hiện bằng cả lời nói và hành động. Dưới đây là những biểu hiện của đàn ông khi yêu thật lòng. Nếu người đàn ông của bạn có những biểu hiện này thì hãy yên tâm. Bạn đang có được tình cảm thật sự nghiêm túc từ anh ấy đây. 1. Anh ấy luôn quan tâm và để ý đến bạn. Biểu hiện đàn ông yêu thật lòng là luôn quan tâm và để ý đến bạn từ những điều nhỏ nhất. Họ quan tâm tất cả những gì thuộc về bạn, từ sở thích, thói quen đến quan điểm, lối sống. Họ sẽ biết bạn thích ăn món gì, thích đến nơi nào, thích làm gì mỗi khi mệt mỏi. Và cũng không bao giờ quên ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hay những ngày lễ Tết. Khi tôn trọng bạn, anh ấy cũng yêu luôn những điểm chưa tốt ở bạn. Chàng sẽ không cố gắng thay đổi điều đó nếu bạn không thật sự thoải mái. 3. Anh ấy luôn bên cạnh khi bạn cần và luôn ưu tiên bạn hàng đầu. Khi yêu thật lòng là luôn muốn làm mọi điều tốt nhất để mang đến hạnh phúc cho người yêu. Vì vậy, chàng luôn ưu tiên hàng đầu cho bạn. Anh ấy có thể bỏ qua các bữa tiệc với bạn bè để lựa chọn bên cạnh bạn lúc bạn buồn hay không khỏe. Hoặc đơn giản là lắng nghe bạn tâm sự và làm bờ vai vững chắc để bạn tựa vào. Hay thậm chí có thể chịu đựng để bạn trút hết tức giận, buồn bực trong lòng. Anh ấy cũng sẽ luôn biết cách sắp xếp công việc và dành thời gian cho bạn nhiều nhất có thể. Và điều này xuất phát từ sự tự nguyện, chứ không phải vì bạn đòi hỏi. Chàng sẽ dành những ngày nghỉ để cùng bạn du lịch, xem phim, mua sắm hay giúp bạn dọn dẹp nhà cửa. Không sa đà vào những cuộc vui bạn bè mà bỏ mặc bạn cô đơn. 4. Giới thiệu bạn với gia đình và bạn bè của anh ấy. Đàn ông yêu thật lòng và nghiêm túc luôn mong muốn người yêu trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Vì vậy, anh ấy luôn muốn bạn gặp gỡ với gia đình và bạn bè của anh ấy. Khi giới thiệu bạn là anh ấy muốn khẳng định rằng anh ấy yêu bạn, tôn trọng và thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Và khi yêu thật lòng, chàng cũng không ngại việc gặp gỡ gia đình và bạn bè của bạn. Đó là vì chàng muốn quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống và những mối quan hệ của bạn. 5. Anh ấy sẵn sàng cho bạn thấy con người thật của mình. Khi bắt đầu một mối quan hệ, đàn ông luôn thể hiện cho bạn thấy phiên bản hoàn hảo nhất. Và khi yêu thật lòng, họ sẽ không ngại cho bạn thấy con người thật của mình. Anh ấy có thể tâm sự rất nhiều về cuộc sống, hay kể cho bạn nghe những bí mật của mình, không ngại giấu bạn về thói quen hơi bừa bộn hay một điểm yếu nào đó. Bởi vì bạn là người đặc biệt, chàng tin tưởng và cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với bạn. 6. Không ngại thay đổi vì bạn. Một cách nhận biết khác chính là nhìn vào sự thay đổi của chàng từ khi yêu bạn. Khi yêu thật lòng, anh ấy sẽ thay đổi thành phiên bản tốt hơn để phù hợp, xứng đáng với bạn. Đó có thể là việc anh ấy bỏ thuốc lá, bớt rượu bia. Đó có thể là trở nên quan tâm và lãng mạn hơn, mặc dù trước kia anh ấy vốn khô khan hay vô tâm. Đó có thể là sẵn sàng cùng bạn xem hết một bộ phim tình cảm lãng mạn. Dù anh ấy chẳng thích thể loại này, bạn vui thì anh ấy sẽ vui và ngược lại, bạn khó chịu thì anh ấy sẽ thay đổi. Và đó cũng là cách nhận biết đàn ông yêu bạn thật lòng. 7. Anh ấy nói về chuyện tương lai. Anh ấy sẽ nói về những kế hoạch tương lai, rằng anh ấy muốn kết hôn với bạn, cùng bạn xây dựng gia đình hạnh phúc. Rằng anh ấy muốn gặp gỡ gia đình hai bên để thưa chuyện lâu dài. Rằng anh ấy chuẩn bị những gì cho cuộc sống tương lai của hai người. Khi đề cập đến những điều này là anh ấy thật sự nghiêm túc với bạn. 8. Nói những lời yêu thương. Con trai yêu thật lòng sẽ như thế nào? Là bên cạnh những hành động, cử chỉ quan tâm, anh ấy còn biết thể hiện điều đó qua những lời yêu thương. Chàng có thể không tỏ tình bằng câu nói kinh điển anh yêu em. Thay vào đó, luôn thể hiện tình cảm bằng những lời yêu thương để bạn cảm thấy được quan tâm và hạnh phúc. Có thể là khen ngợi bạn thật lòng khi nhìn thấy những điều nhỏ nhất từ bạn. Như khi bạn vừa thay đổi kiểu tóc, màu son hay mặc một chiếc váy mới. Cũng có thể là nói nhớ bạn khi xa nhau, hay dỗ dành bạn mỗi khi hờn dỗi, buồn bã, hay đơn giản là chúc bạn buổi sáng tốt lành và buổi tối ngủ ngon. Những lời nói yêu thương
được thể hiện bằng tất cả sự thân thành cũng là một cách nhận biết đàn ông yêu thật lòng. 9. Anh ấy nói ít làm nhiều. Một người đàn ông chỉ biết thề non hẹn biển hay hành động trái với lời nói, về cơ bản không đáng tin cậy. Người đàn ông thật lòng yêu bạn sẽ không như vậy. Thay vì hứa hẹn đủ điều, anh ấy sẽ âm thầm quan sát để biết cần làm gì. Bạn thích đi đâu, thích ăn gì hay cần mua gì, anh ấy sẽ để ý và bất ngờ làm cho bạn mà không nói trước. 10. Khi yêu, anh ấy luôn dịu dàng và tôn trọng bạn. Tình dục là một gia vị thiết yếu trong tình yêu, tuy nhiên nó không phải là tất cả. Bạn có thể biết cách nhận biết đàn ông yêu thật lòng thông qua cách chàng yêu bạn. Khi yêu thật lòng, anh ấy sẽ không đòi hỏi tình dục nếu bạn chưa sẵn sàng hay không thoải mái. Anh ấy luôn tôn trọng mong muốn khi yêu của bạn. Ngoài ra, đàn ông yêu thật lòng luôn dịu dàng và quan tâm tới bạn khi quan hệ. Anh ấy sẽ nhìn bạn trìu mến, ôm lấy bạn, vỗ về và trò chuyện thay vì say giấc nồng sau khi xong chuyện. Qua những chia sẻ trên, hy vọng bạn cũng biết được vài dấu hiệu của người đàn ông yêu bạn thật lòng, muốn cam kết và đi lâu dài với bạn. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like, share và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân.